Cuối cùng, sau 52 năm, cũng có người lấp đầy được khoảng trống trong tôi. Chúng tôi thấy hợp nhau từ lần gặp tình cờ đầu tiên. Tính cách hơi nhút nhát của cô ấy khiến tôi thấy cô nàng thêm đáng yêu. Chúng tôi có nhiều sở thích chung đến mức chênh lệch tuổi tác giữa hai chúng tôi không còn là rào cản. Và giống như bất kỳ cặp đôi trai gái bình thường khác, chúng tôi giải tỏa căng thẳng cho nhau bằng một ly rượu. Tuy vụng về, nhưng tôi đã nhảy một điệu nhảy với sự dẫn dắt của cô ấy. Rồi một cách tự nhiên, chúng tôi hôn nhau và cuốn lấy nhau. Đến giờ phút cao trào, cô ấy nói, hãy sờ cổ em đi. Hai chúng tôi hòa vào làm một. India Chip Chase, sinh năm 1995 ở thành phố Northampton, nước Anh. Cô là con cả trong bốn người con của bố Jeremy và mẹ Susan. Đối với cha mẹ, India là một cô gái lớn, ngoan ngoãn, ấm áp. Đối với em trai và em gái, India rất mực yêu thương. Như em trai Harry luôn kể với bạn bè mình rằng, chị gái cậu là một người chị rất đáng tin cậy, luôn luôn quan tâm và lo lắng cho cậu cũng như các anh chị em khác. Còn với những người ở ngoài xã hội, India được mọi người ấn tượng với hình ảnh một cô gái rất xinh đẹp và chu đáo, đáng tin tưởng, luôn luôn nghĩ cho người khác trước tiên. Như việc từ nhỏ India đã luôn muốn giúp đỡ những người gặp khó khăn. Đến khi lớn lên, chỉ mới học đại học, nhưng cô đã có ngay một bằng cứu hộ khẩn cấp và chuẩn bị được trở thành một nhân viên cấp cứu ở tuổi 20. Không những nổi bật là một cô gái tốt bụng, India còn chủ động tự kiếm tiền trang trải học phí. Cô đang làm việc bán thời gian tại một quán pub có tên là Colin Tree, cũng thuộc thành phố Northampton, nước Anh, cách nhà cô chỉ khoảng 20 phút lái xe. India dự định rằng đây sẽ là một công việc tốt để giúp cô tiếp tục công việc học tập mà không để bố mẹ phải lo lắng, dù cho bố cô, ông Jeremy, vốn là một bác sĩ. Cô bé không ngờ rằng dù tự lập như vậy, nhưng cuối cùng cô lại chẳng thể nào nắm vững cuộc đời mình chỉ trong một đêm định mệnh. Northampton, thành phố lớn của nước Anh, 8 giờ tối thứ 6 ngày 29 tháng 1 năm 2016. Vào thứ 6 ngày 29 tháng 1 năm 2016, lúc 8 giờ tối, India Chip Chase, 20 tuổi, đang làm nhân viên phục vụ bán thời gian tại một quán pub tên The Colin Tree. Hôm nay, India có hẹn đi uống với ba người bạn lâu ngày không gặp, và họ quyết định tăng 1 sẽ gặp nhau ở quán pub nơi cô làm việc, còn tăng 2 thì đi quán bar tên là Anby's ở gần đó. Và lúc 11 giờ 30 phút tối, cả ba đã có mặt ở quán bar Anby's để uống tăng 2. India và những người bạn của cô đã uống liên tiếp 6 ly Jager Bomb. Họ say khướt và nhảy múa trên sân khấu một cách phấn khích. Sau khi nhảy nhót được một lúc, bạn của India là Alice đi lấy bia. Khi quay trở lại thì thấy India đã biến mất khỏi sân khấu từ bao giờ. Alice quay trở lại chơi tiếp với những người bạn còn lại của mình. Cô nghĩ rằng chắc hẳn India đã về nhà trước vì say quá. Để rồi tận đến 4 giờ chiều ngày hôm sau, thứ Bảy ngày 30 tháng 1 năm 2016, một cuộc điện thoại gọi từ quán pub The Colin Tree ở Northampton, chỗ làm của India, gọi đến gia đình của India với giọng điệu vô cùng lo lắng. Họ nói rằng lẽ ra giờ đó mọi ngày thì India đã đến quán rồi, nhưng hôm nay đợi mãi vẫn không thấy cô. Và India chưa từng đến trễ trong suốt một năm cô làm việc ở đây. Người của quán pub sợ rằng đã xảy ra chuyện gì. Gia đình của India thì cảm thấy rất bất an sau khi nhận cuộc gọi, và họ đã ngay lập tức báo cáo với cảnh sát rằng India đã mất tích. Cảnh sát vào cuộc, lập tức lấy lời khai. Nhận thấy có thể sự việc có thể chỉ là một cô gái say xỉn bỏ đến nhà bạn chơi hoặc đi đâu đó, cảnh sát bắt đầu tiến hành thẩm vấn những người có liên quan hoặc ít nhất là từng gặp India đêm xảy ra vụ mất tích. Trước tiên là ba người bạn đã hẹn uống cùng India đêm hôm đó. Tuy nhiên, kể cả những người cuối cùng gặp India trong quán bar đều không một ai biết gì về chuyện cô đi đâu, làm gì. Ngoài việc trong khoảng thời gian tầm 1 giờ 41 phút sáng, India gửi một tin nhắn khó hiểu cho họ qua Snapchat rằng "Where a club?" và India đã uống khá say trước khi biến mất khỏi quán. Không thu thập được thông tin gì quan trọng, cảnh sát đến quán bar Anby's, nơi được cho là địa điểm cuối cùng bạn bè nhìn thấy India. Nghĩ rằng bảo vệ quán rất có thể sẽ biết điều gì đó, hoặc ít nhất là để ý được rằng India đã đi đâu, với ai vào lúc bước ra khỏi quán bar. Cảnh sát liền tìm gặp và hỏi thông tin. Bảo vệ khai rằng khoảng gần 1 giờ sáng ngày thứ Bảy, 30 tháng 1 năm 2016, anh thấy India bước ra ngoài với tình trạng say xỉn.
rồi rút điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. Thậm chí là liên tục gọi điện nữa, nhưng cô không liên lạc được. Cô tỏ ra buồn bực và liên tục nhắn thêm nhiều tin, rồi bỏ cuộc. Lúc sau, India chạy lại nói chuyện với người bảo vệ này rằng pin điện thoại của mình sắp hết nên định quay vào trong bar mượn điện thoại của bạn. Nhưng quy định của quán bar là khách say rượu đã đi ra thì không thể nào quay vào được, nên nhân viên bảo vệ đã không cho cô đi vào trong. Một tài xế taxi khi biết tin India mất tích, nhận ra tối hôm India mất tích thì mình cũng đã gặp qua cô gái này, liền cung cấp một thông tin quan trọng. Anh nói rằng khi dừng xe lại, nhìn ra ngoài cửa xe thì anh thấy India vội vàng rời khỏi cửa quán bar và nhanh chóng bước lên xe. Nhưng sau một hồi nói chuyện mới biết India đang không có tiền trong tay. India giải thích với tài xế này rằng cứ chạy đến nhà rồi cô sẽ trả tiền. Nghĩ rằng India là một khách hàng say rượu nói nhảm, chưa chắc định về nhà thật, nên tài xế taxi vô cùng tức giận và đã trả cô ấy lại ngay trước cửa quán bar. India tối đó đã gọi cho ai? Rất có thể đó là một người quen mà cô đã hẹn cho cuộc gặp tiếp theo chăng? Rất có thể India đang ở cùng người này. Nhưng người này là ai? Thấy tình hình không khả quan, khoảng 4 giờ sáng ngày 31 tháng 1 năm 2016, 27 giờ sau khi India mất tích, cảnh sát thành phố Northampton tiến hành thu thập kiểm tra camera quan sát trước quán bar. Kết quả họ xác định, thời điểm sau khi bước xuống chiếc taxi đã từ chối mình, India đã nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt ngay trước cửa quán bar. Và đây là những gì mà CCTV ghi lại được. 11 giờ 30 phút tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 1 năm 2016, một người đàn ông liên tục đi đi lại lại gần vũ trường NBC. Cách đó 2 tuần cũng có một đoạn phim CCTV ghi lại người này đã từng lang thang ở đây. Điều này chứng minh hắn ta đã trực sẵn ở đây và không chỉ nhắm vào mỗi mục tiêu là India. 1 giờ sáng thứ Bảy, ngày 30 tháng 1 năm 2016, đúng như lời khai của bảo vệ, India đứng trước quán bar NBC và gọi điện cho một ai đó. 10 phút sau, vào lúc 1 giờ 10 phút sáng, khi India đang bối rối vì điện thoại vừa hết pin, túi thì hết tiền, bản thân lại không thể nào gặp bạn bè nhờ giúp đỡ, thì bất ngờ có một người đàn ông đến gần India. Thoạt nhìn, có vẻ anh ta quen biết với India. Cách nói chuyện và thái độ tự tin đó khiến người khác không thể phủ nhận. Anh ta vừa nói, vừa chạm tay vào cô, kề mặt gần hơn và nói không ngừng. Được một lúc, người đàn ông này giơ ngón trỏ ra sau, như thể đang muốn cùng India đi đâu đó. Ít phút sau, một góc camera quan sát khác gần đó cho thấy India được người đàn ông đó đỡ lên xe taxi. Cảnh sát lập tức chụp lại khuôn mặt của người đàn ông mà India đã nói chuyện cùng, rồi đăng bức ảnh lên công khai trong nhóm cảnh sát và nhờ giúp đỡ xem liệu có cảnh sát nào biết người đàn ông đó. Chưa đầy 5 phút sau, một sĩ quan cảnh sát lên tiếng nói rằng mình biết người đàn ông này và cho biết rằng tên của người đàn ông trong video là Edward Tenniswood, 52 tuổi. Sinh năm 1963, Edward Tenniswood cũng là người gốc Northampton, Anh, giống như India. Edward lớn lên trong một gia đình khá bình thường. Sau khi xuất ngũ ở độ tuổi 20, Edward làm nhiều công việc văn phòng ngành kế toán tại nhiều công ty khác nhau và là một người hướng nội, không giao tiếp nhiều với người khác. Cũng do tính cách hướng nội của mình, Edward không thể nào làm được một công việc lâu dài. Theo viên cảnh sát, Edward đã thất nghiệp được 2 năm. Bên cạnh đó, về đời sống gia đình, cách đây vài năm, cha mẹ Edward đã qua đời. Điều này khiến anh vô cùng đau lòng và suy sụp. Người thân còn lại đối với Edward là một chị gái. Nhưng cuối cùng chị Edward cũng đã chết vì một căn bệnh mãn tính cách đây 1 năm. Nói một cách tổng quan, cuộc đời Edward đang nhuốm một màu u tối. Và nếu người này tiếp cận với India, dự cảm không lành xảy đến với cô gái bé nhỏ là khá rõ rệt với cảnh sát ngay lúc này. Kẻ tình nghi đáng quan ngại. Sau khi thu thập lời khai của nhân chứng và dữ liệu một số camera quan sát, cảnh sát đã xác định rằng Edward là nghi phạm chính trong vụ mất tích của India. Họ xin lệnh khám xét và xuất phát đến nhà nghi phạm, căn nhà số 6 đường Stanley, Northampton. Lúc 4 giờ chiều Chủ nhật, ngày 31 tháng 1 năm 2016, 39 giờ sau khi mất tích, cảnh sát có mặt tại trước căn hộ của Edward. Thấy khá lạ khi căn nhà yên tĩnh đến lạ thường, họ từ từ tiến vào trong. Và ngay khi mới mở cửa, tất cả các điều tra viên đều bị sốc trước cảnh tượng trước mắt vì tình trạng bên trong ngôi nhà. Đồ đạc
vật dụng trong nhà đều phủ vải trắng và nylon y tế, bám đầy bụi trắng như mấy năm qua không ai động đến. Một vài người hàng xóm quen biết Edward kể rằng y rất kỳ quặc và bị bệnh tinh sạch đến mức luôn đeo găng tay latex khi gặp gỡ và bắt tay người khác, và không bao giờ mời ai vào nhà. Bỏ qua các chi tiết kỳ lạ, cảnh sát tiếp tục kiểm tra từ tầng 1 lên tầng 2, rồi sững sờ khi chợt tìm thấy thi thể của một người phụ nữ đang nằm trên chiếc nệm trải ra sàn. Lúc đầu cảnh sát không chắc đó có phải là India hay không, bởi quan sát họ thấy rằng có một tấm vải trắng che mặt và thân trên của nạn nhân. Mái tóc đen dài được vuốt ngược gọn gàng, và đồ lót được mặc một cách xộc xệch, như thể chúng đã được cởi ra và sau đó mặc lại. Trên tai có vết thương và vết máu nhỏ, nhưng khi tiến gần hơn và kiểm tra lại lần nữa, không thể đau lòng hơn, thi thể đó chính là India Chipchase. Nhưng hung thủ đang ở đâu? Nhận định kẻ phạm tội có thể đã cao chạy xa bay, tuy nhiên vẫn cố gắng tìm cách để rà soát một chút manh mối cuối cùng, hy vọng trói y vào vòng pháp luật. Cảnh sát sử dụng định vị để định vị vị trí các cuộc gọi trên điện thoại di động của Edward, theo dõi và kiểm tra camera quan sát của tất cả các khách sạn nơi y có thể ở. Việc tìm kiếm diễn ra ráo riết và cực kỳ gấp rút. Hơn 6 giờ chiều ngày 31 tháng 1 năm 2016, sau nhiều giờ tìm kiếm, cuối cùng họ tìm thấy vị trí của Edward đang ở là tại khách sạn Ibis, chỉ cách nhà y 20 phút. 6 giờ 47 phút chiều cùng ngày, tại sảnh tầng 1 khách sạn Ibis, Edward ăn mặc chỉnh tề, đang xem TV thì bị cảnh sát ập đến và tóm gọn tên tội phạm này. Trong chiếc ba lô y mang trên người có găng tay latex và một con dao lớn. Y bày tỏ sự ngạc nhiên. Wow, các anh tìm ra nhanh nhỉ? Nhanh hơn tôi nghĩ nhiều. Bất ngờ là có vẻ như Edward chẳng lấy gì làm lo lắng sau khi giết India. Hắn bình tĩnh như thể đang trông chờ xem khi nào cảnh sát tìm được mình. Theo camera khách sạn Ibis, nơi cảnh sát bắt giữ Edward, thì trước đó vào lúc 9 giờ 30 phút tối thứ Bảy, ngày 30 tháng 1 năm 2016, tối cùng ngày hôm xảy ra vụ án, Edward bước vào khách sạn với món kề bắp mà hắn mua tới. Khi được hỏi tại sao tối hôm qua y lại quyết định đến đây, y khai rằng lý do y đến khách sạn là sau khi quan hệ với India, thấy cô không dậy được mà cứ tiếp tục ngủ, y cảm thấy có gì không hay xảy ra nên hoang mang, đành tới khách sạn để thư giãn đầu óc. 3 giờ 22 phút sáng ngày 31 tháng 1 năm 2016, Edward dùng máy tính của khách sạn để tìm kiếm tất cả các tin tức liên quan đến vụ mất tích của India, để xem tên mình đã được xướng tên trên mặt báo hay chưa. 3 giờ 38 phút sáng ngày 31 tháng 1 năm 2016, y ra ngoài đâu đó khoảng nửa tiếng đồng hồ, rồi quay trở lại khách sạn. Cuối cùng, y bị bắt vào lúc 6 giờ 47 phút chiều cùng ngày. 6 tháng sau vụ việc, phiên tòa xét xử đầu tiên của Edward diễn ra vào thứ Hai, ngày 18 tháng 7 năm 2016. Bị cáo kiên định với một lập luận từ đầu đến cuối. Chúng tôi yêu nhau từ lần gặp đầu tiên cho đến khi cô ấy chết vì một tai nạn. Y vẫn một mực khăng khăng rằng India và y đã quan hệ tình dục một cách tự nguyện. Trong lúc làm tình, cô gái bỗng dưng yêu cầu được bóp cổ. Trong lúc làm theo lời đề nghị của cô thì sơ sẩy làm cô gái chết. Tuy nhiên, cảnh sát liên tục đưa ra bằng chứng cho rằng vụ án này là do Edward bắt cóc, hãm hiếp và giết người có kế hoạch ngay từ đầu. Thứ nhất, cảnh sát đã đưa ra dữ liệu camera quan sát được ở trước vũ trường Ibis trình bày trong phiên tòa. Theo hình ảnh có thể thấy rõ, Edward đã xuất hiện trước ngày xảy ra vụ việc 2 tuần. Y cứ lảng vảng ở đó như thể đã âm mưu điều gì trong đầu từ rất lâu. Chưa kể, y đã chủ động tiến đến và nói chuyện với India trong tình trạng cô đang say xỉn và thiếu tỉnh táo. Thứ hai, theo khám nghiệm tử thi, thời điểm India bị giết rơi vào khoảng rạng sáng ngày cô mất tích. Cụ thể là từ khoảng 3 đến 4 giờ sáng ngày 30 tháng 1 năm 2016. Hơn 30 vết thương lớn nhỏ được tìm thấy trên cơ thể của India. Tất cả các thương tích chủ yếu được tìm thấy trên tai, mũi, miệng, lưỡi, cổ, ngực, mông, chân. Và nguyên nhân chính dẫn đến tử vong là do đã bị đè cổ khiến cô ngạt thở. Thứ ba, bằng chứng rõ ràng nhất là ADN của Edward đã được tìm thấy từ móng tay của India. Điều này có nghĩa rằng ngay trước lúc chết cô đã vật lộn chống lại người đàn ông đó. Thứ tư, sau này một nhân chứng có mặt gần quán bar NB vào thời điểm đó đã kể lại rằng Edward đã nói với India rằng đừng lo lắng, tôi sẽ đưa cô về nhà an toàn.
Điều này càng cho thấy y đã nói dối India và đưa cô vào bẫy. Thứ năm, lời khai từ người tài xế taxi đã chở Edward và India đêm đó đã càng cho thấy những gì xảy ra là một âm mưu được tính toán từ trước. Cụ thể, ban đầu khi bước lên xe, anh ta yêu cầu tôi đi đến một cửa hàng McDonald's gần đó. 1 giờ 28 phút sáng, tôi nghe thấy cô India cố gọi cho ai đó với vẻ mất kiên nhẫn. Một lúc sau, người đàn ông đổi ý giữa đường và yêu cầu tôi thả xuống tại một trạm xăng gần nhà. 1 giờ 35 phút sáng, trên đường đến trạm xăng, anh ta lại đổi ý nữa và yêu cầu đi đến cuối phố trên đường Stanley và cho họ xuống. Thực chất, đường Stanley chính là tên của con đường phía trước ngôi nhà của Edward. Thứ 6, theo lời khai của hàng xóm Edward, Patrick Francis đã khẳng định một sự thật quan trọng là Edward thật sự đã đưa India vào nhà của y. Vào lúc 1 giờ 40 phút sáng gì đó, tôi đã nhìn thấy Edward đang đỡ cô gái khi họ cùng bước vào ngôi nhà số 6 trên đường Stanley. Theo suy đoán của cảnh sát, khoảng 3 giờ sáng hôm đó, bên trong ngôi nhà của Edward, India đã bị cưỡng hiếp, bạo hành và cuối cùng chết ngạt. Thứ 7, một hàng xóm khác cũng tiết lộ rằng Edward đã chậm trả tiền thuê nhà vài tháng trước khi vụ việc xảy ra. Và người ta cũng hoài nghi rằng y đã quanh quẩn ở các quán bar, vũ trường, hẳn là để tìm kiếm các mục tiêu trong nhiều tuần, hoặc để giúp y trả nợ, hoặc là để kết thúc mọi thứ bằng vụ án thương tâm như đã diễn ra. Tháng 8 năm 2016, vào ngày xét xử cuối cùng, bồi thẩm đoàn đã xem xét toàn bộ phiên tòa xét xử Edward và kết luận y phạm tội giết người cấp độ 1, tội nghiêm trọng nhất và cũng nhận mức án cao nhất trong khung xử phạt. Chưa kể, còn tội có chủ ý và tấn công tình dục India. Thẩm phán đã gọi Edward là kẻ cô độc hoang tưởng, đã gây ra vụ cưỡng bức và sát hại dã man cô gái India vô tội. Thẩm phán nói, đây là một tội ác khủng khiếp, bị cáo chỉ muốn thỏa mãn ham muốn tình dục bệnh hoạn với những người phụ nữ trẻ mà ra tay độc ác. Đó là sự băng hoại về đạo đức. Có lẽ hắn đã rất thuyết phục khi có thể dụ dỗ nạn nhân đi về hắn. Lúc đó cô gái quá say và không thể nào tự lo cho bản thân. Cuối cùng y bị kết án tù chung thân với cơ hội được ân xá sau 30 năm. Thêm 12 năm tù vì tội hiếp dâm. Tổng cộng là ngồi tù 42 năm mới được ân xá. Edward dù đã bị kết án, cho đến cuối cùng vẫn một mực khẳng định hai người yêu nhau. Còn một lời khai đau lòng hơn nữa. Thực chất, khoảng khi đứng trước quán bar Enbis, người mà India đã cố gắng nhắn tin và gọi điện liên tục chính là bạn trai mới hẹn hò được 3 tuần của cô, Grant Hare. Nhưng như mọi chuyện đã diễn ra, Grant không trả lời tin nhắn, thậm chí cũng không bắt máy. Và lúc ngồi trên chiếc xe taxi mà gã tổ Edward gọi, India cũng đã sử dụng lượng pin điện thoại cuối cùng để gọi cho bạn trai của mình. Nhưng một lần nữa, anh vẫn không bắt máy. Mãi cho đến lúc 3 giờ 3 phút sáng, Grant về nhà sau khi đi chơi với bạn ở một vũ trường khác, thấy cuộc gọi nhỡ từ India. Anh đã gọi lại cho cô 3 cuộc, nhưng khi thấy điện thoại của cô ấy bị tắt, anh nghĩ rằng ngày mai anh sẽ gọi lại. Và anh không hề biết rằng lúc này ở một căn nhà trên đường Stanley, cô đang chống chọi lại một gã bệnh hoạn và bỏ mạng ngay sau đó. Quá khứ nhiều vết nhơ của kẻ cô độc hoang tưởng từng nhiều lần phạm tội. Edward, 52 tuổi, vào thời điểm đó đã bị buộc tội và kết án 2 tội danh trong quá khứ. Nhưng 2 lần đều được tại ngoại sau khi trả tiền bảo lãnh. Một lần y bị cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ mà y hẹn hò 20 năm trước. Theo lời cô ấy, cô đã từ chối y sau vài lần hẹn hò vì sự ghen tuông và tính cách lập dị của y. Tuy nhiên, y đột nhiên đến nhà cô ấy và nói, hãy đưa ra lý do tại sao cô ghét tôi. Và đột nhiên dùng một tay túm cổ và cưỡng hôn cô ấy. Y đã nộp tiền bảo lãnh cho việc này và được thả. Một trường hợp khác là tiền án hành hung một người đàn ông hàng xóm gần nhà với lý do người này chơi thân với y trong một thời gian, nhưng sau đó không muốn nói chuyện với y nữa. Y bất ngờ sang nhà dùng dao đe dọa và hành hung người đó. Y cũng đã được tại ngoại vì tội này chỉ 2 tuần trước khi xảy ra vụ sát hại India và mối tình tưởng tượng với cô người mẫu nổi tiếng. Tại nhà của Edward, người ta tìm thấy một bức thư viết tay trao đổi với một người mẫu nổi tiếng khoảng 30 năm trước khi y ở độ tuổi 20. Y nói rằng bức thư này do chính người mẫu người Anh Heather Stewart White viết cho mình. Người mẫu Heather đã trả lời phỏng vấn giới truyền thông, nói rằng Edward là một người hoàn toàn xa lạ mà cô chưa từng nghe nói hay gặp mặt. Tuy nhiên, y vẫn khẳng định rằng họ đã thực sự hẹn hò khi còn trẻ. Trong hộc bàn và khung ảnh của y tràn ngập ảnh của cô này khi cô còn làm người mẫu.
trong đó có nhiều bức hình nhỏ do y xé ra bằng tay. Điều gây sốc hơn nữa là khuôn mặt của cô trông rất giống India. Điều này khiến giới truyền thông và người dân Anh kinh hoàng và phẫn nộ. Edward hiện đang thụ án tại nhà tù SM Prison Goodhill ở Anh, nơi chỉ giam giữ những tội phạm hạng A khét tiếng. Luật sư cho biết, Edward nói rằng một tù nhân đã lẻn vào trong khi y đang tắm và đe dọa sẽ bóp cổ y. Giờ đây, luôn sống trong sợ hãi trước những lời dọa giết từ các tù nhân sống cùng khu. Sau vụ việc này, cha mẹ của India, Jeremy và Susan, đã thành lập một tổ chức an ninh giúp đỡ phụ nữ trở về nhà vào ban đêm hoặc phụ nữ say rượu. Những người có thể là mục tiêu, là món mồi béo bở của những kẻ tội phạm tình dục, được trở về nhà an toàn. Và đây là những lời đau lòng của bố India, mà có lẽ đến mãi về sau, người ta vẫn không thể nào thôi thương xót. Bố của India, Jeremy Chipchase: "Tôi mong muốn những phụ nữ khác không phải gánh chịu bi kịch và đau đớn như con gái tôi. Tôi cũng hy vọng rằng những phụ huynh có con gái sẽ không phải trải qua bi kịch như thế này. Tôi mong rằng không một người bố nào phải sờ quan tài của con gái mình, kéo khăn phủ và nói, bố yêu con. Và không một người bố nào phải buồn bã vì không thể nắm tay con gái bước vào lễ đường. Vì thế tôi muốn nói lại một lần nữa, tôi hy vọng không có thêm nạn nhân bị sát hại như con gái của tôi. Tôi hy vọng rằng những gia đình khác không phải chịu nỗi đau mất mát như gia đình tôi đã phải trải qua."